Khi nhắc đến bánh dày truyền thống thì ai cũng nghĩ đến đó là những chiếc bánh trắng trắng xinh xinh ăn kèm chung với những miếng chả. Như ngày hôm nay thì Hiền Minh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại bánh dày, nhưng sẽ là bánh dày ngọt và lại có những màu sắc tươi vui làm cho chiếc bánh của mình có những chiếc áo mới đẹp hơn. Màu tím của lá cẩm, màu đỏ của gấc, màu xanh của lá dứa. Và một cái điều không thể thiếu khi làm bánh đó là bột nếp tài ký. Và loại nhân đi kèm thì mình sẽ có đậu xanh, mè, dừa, đường để cho bánh của mình được ngon và hấp dẫn hơn. Bước đầu tiên mình sẽ cho đậu xanh vô đây và hấp chín đậu xanh. Để làm phần vỏ bánh thì mình sẽ sử dụng đến là bột nếp của tài ký. Mình sẽ cho bột ra đây và chia làm 4 phần để bánh của mình sẽ có 4 màu. Bây giờ bắt đầu mình sẽ nhồi bột với lại nước lá cẩm, lá dứa hay là gấc. Tùy mình có thể chọn những cái màu nào mình thích mình nhồi ha. Đậu xanh sau khi hấp chín lấy ra và mình sẽ chuẩn bị lại một cái sẩn và hấp hết tất cả phần bột mà mình đã nhồi. Đậu sau khi hấp chín mình lấy ra để nguội bớt và giã nhuyễn hết đậu. Bước kế tiếp mình sẽ cho hết tất cả phần dừa rám mà đã nạo sợi bỏ vô đây. Bây giờ thì mình sẽ vo nhân lại. Mình sẽ thoa lên dĩa một lớp dầu để khi mình lấy bánh ra sẽ không dính xuống đây. Trước tiên mình sẽ lấy màu trắng nè. Phần bột màu trắng khi chín nó sẽ trong hết như thế này. Bột lúc này thì rất là nóng. Nhưng mà mình sẽ gói luôn cái phần bánh của mình. Khi mình xào nhân thì mọi người nhớ là sẽ chừa lại 1/3 lượng đậu xanh để mình lăn ở bên ngoài cho những chiếc bánh dày của mình có thêm một lớp đậu xanh cho nó béo béo và ngon hơn nha. Với lớp nếp dẻo dài kết hợp chung với lại dừa và mè và vị ngọt nhẹ của đường làm cho chiếc bánh của mình có một cái hương vị rất là hấp dẫn. Một chút hương vị miền Bắc trong gian bếp của bạn sẽ làm cho ngày Tết đặc biệt hơn đấy nhé.